Xin kính chào quý bạn và quý vị. Trước màn hình nhà mình là đôi Yamaha NS600 của Nhật. Đôi loa được anh em rất là thích bởi vì nó là bass 30, 3 đường tiếng mà giá chỉ có 9 triệu thôi. Ghép âm ly cũng đơn giản, mình chỉ cần ghép vào con âm ly Bioner 810. Giá 6 triệu ở đâu đó mới vào 15 triệu mà nghe rất là hay. Mời anh em thưởng thức chất âm.
Ok ha, thì đó là những cái gì trong clip này mình muốn giới thiệu tới anh em. Xin chào, hẹn gặp lại.